Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video. Mình sẽ nói với các bạn cách để các bạn có thể thu hút con gái mặc dù là các bạn chưa hề giàu có. Các bạn vẫn nghĩ rằng là chân dài thì phải đi với đại gia, hoặc là gái xinh thì phải đi với đại gia, đúng không? Nhưng mà câu trả lời ấy thì nó cũng không hoàn toàn chính xác là như vậy đâu. Các bạn hoàn toàn có thể nghèo nhưng mà vẫn có thể thu hút được những cô gái rất là xinh đẹp. Có bao giờ thì các bạn cảm thấy rằng là có rất là nhiều chàng trai, tuy là họ chưa giàu nhưng mà họ lại có người yêu rất là xinh, và thậm chí là người yêu của họ còn giàu hơn họ. Mình nói cho các bạn một bí mật, đó là con gái ấy thì ghét nhất con trai nói cái câu là anh nghèo thì em có yêu anh không. Họ ghét ấy không phải bởi vì là họ ghét con trai nghèo, mà họ ghét là bởi vì họ ghét những cái chàng trai ấy mà cảm giác như là không có chí tiến thủ. Mình đã từng làm rất nhiều những cái video về bí kíp trong chuyện hẹn hò này, cách cưa đổ crush này, và rất rất nhiều bạn đã từng comment rằng là bí kíp duy nhất đó chính là bạn phải giàu. Nói chung là đúng, con trai con gái ai mà chả thích giàu. Giàu thì sẽ mang lại một cái cảm giác an toàn cho con gái. Mình nghĩ rằng là con trai hay con gái, con gì cũng thế thôi, chẳng có ai lại chê giàu cả. Tuy nhiên, nếu như bạn là một người trẻ và bạn chưa có được nhiều những cái tích lũy về mặt tiền bạc như chính bản thân mình, thì bạn hãy xem hết video này nhé. Trước khi tiếp tục với video này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái app mà giúp các bạn có thể kiếm tiền trực tuyến. Đây thì là một cái app đang cực kỳ hot hiện nay, đó chính là Diamond Detox. Cái app này thì các bạn có thể tải nó trên App Store hoặc là Google Play. Mình dùng iOS nên mình sẽ tải nó trên App Store nhé. Các bạn chỉ cần search là Diamond Detox, nó sẽ hiện ra luôn đây. Và sau đó thì các bạn ấn tải về. Đây là một ứng dụng ấy cho phép các bạn kiếm tiền trực tuyến. Hiện nay thì cái việc mà kiếm tiền trực tuyến thì nó không còn là một cái việc gì mà quá là xa lạ, và nó là một cái mình tin là lợi thế rất là nhiều cho giới trẻ hiện nay. Thì đây chính là cái tài khoản Detox của mình. Mình đã sử dụng nó và mình cũng đã thử kiếm tiền từ nó và đã thành công. Và mình đảm bảo về cái sự uy tín của nó nên là ngày hôm nay mình mới có thể giới thiệu đến cho các bạn. Mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần lên cái app này và sau đó thì theo dõi video ở đây. Và từ đó thì chúng ta sẽ nhận được một số lượng xu. Cái xu này thì nó gọi là detox nhá. Và từ cái xu này thì các bạn có thể rút tiền về trực tiếp cái tài khoản ngân hàng của mình. Và để mà add tài khoản ngân hàng ấy thì các bạn vào phần quản lý thẻ này. Như mình ấy thì mình đã add cái tài khoản ngân hàng của mình vào đây rồi. Tên ngân hàng này, Vietcombank, chi nhánh Thăng Long, chủ tài khoản Trần Minh Phương Thảo. Sau đó thì mình sẽ nhập cái số tài khoản của mình vào đây. Rồi khi mà mình muốn rút tiền ra ấy thì mình chỉ cần vào phần trung tâm giao dịch nhá. Sau đó là mình sẽ ấn vào bán. Đó rất là đơn giản, thì mình bán thành công. Khi mà mình bán thành công ấy thì tiền nó sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình. Đây là một cái app đã được ra mắt ở trên 20 quốc gia và có tới hơn 50 triệu người sử dụng rồi. Và Diamond Detox ấy thì cũng đã tặng cho mình một cái mã mời. Mình sẽ để nó ở đây nhá. Nên là nếu như bạn muốn sử dụng ấy thì chỉ cần tải cái app này về, sau đó thì sử dụng cái mã mời của mình để có thể bắt đầu trở thành một người có thể kiếm tiền trực tuyến ngay từ hôm nay nhá. Mình thấy một cái lợi thế của giới trẻ hiện nay ấy, đó là chúng ta có rất là nhiều công cụ, có rất là nhiều phương pháp để có thể kiếm được tiền này. Nhiều bạn thì làm thêm TikTok, làm YouTube, rồi bán hàng online. Và mình nghĩ rằng là cơ hội thì dành cho tất cả mọi người. Và nếu như mà chúng ta chịu khó tìm tòi một chút và nắm bắt cơ hội thì chúng ta cũng có thể có thêm thu nhập, và biết đâu thì cũng có thể trở nên giàu có, đúng không? Và một cái bí kíp ấy để cho bạn có được người yêu xinh, thu hút con gái xinh dù là bạn vẫn chưa giàu có, đó là bạn hãy cho họ thấy được cái tiềm năng của bạn. Một điều đương nhiên đó là trai trẻ thì chưa có gì trong tay, mà trừ khi những người mà sinh ra vạch đích và gia đình đã quá giàu có thôi. Nhưng mà một cô gái thì sẵn sàng ở bên một chàng trai chưa giàu bởi vì cô gái đó nhìn thấy tiềm năng ở bạn. Khi mà bạn có những cái mục tiêu rõ ràng này, có những cái tham vọng rất là lớn và có những cái kế hoạch rõ ràng để có thể đạt được những cái mục tiêu của mình ấy, bạn cho người ta thấy được cái sự đam mê, cái sự nhiệt huyết của bạn với công việc, và cô gái đó sẽ nghĩ rằng là thật tuyệt vời nếu như mà có thể đồng hành với bạn trong cái chặng đường để sau này bạn trở thành một người thành công và trở thành một phần trong cái sự thành công của bạn. Thực sự nghe như vậy thì không có một cô gái nào mà lại muốn từ chối bạn cả. Tuy nhiên thì không chỉ nói suông đâu, mà mình nghĩ rằng là bạn phải thực sự bắt tay vào làm những cái việc này. Điều này ấy, thì không chỉ giúp bạn có người yêu đâu, mà còn giúp bạn luôn luôn hối thúc bản thân mình tiến lên, giúp bạn cải thiện bản thân. Bạn biết không, mình từng đọc ở một cuốn sách ấy, họ nói rằng là yêu một cô gái xinh ấy thì rất là có lợi cho các bạn nam.
Việc mà yêu một cô gái xinh ấy thì giúp bạn nam đấy có nhiều động lực để hối thúc bản thân mình tiến lên, hối thúc bản thân mình trở nên giỏi giang hơn, trở nên giàu có hơn và trở nên đẹp hơn. Kiểu như là trở nên đẹp hơn về ngoại hình để có thể xứng đôi với cô gái ấy. Và điều đó thì chẳng phải là tốt sao? Và bạn biết không, suy cho cùng ấy thì tất cả những cái tip tán tỉnh ấy thì đều chỉ là ở thời gian đầu thôi. Khi mà các bạn yêu nhau một thời gian lâu rồi ấy, thì những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền ấy thì sẽ là một cái vấn đề lớn và khiến cho mối quan hệ các bạn có thể rạn nứt ấy. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng thì rất khó có thể đi với nhau lâu dài được. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, khi mà cái túp lều của bạn đang bị dột ấy, có một người đi mẹt đến đón ấy, thì liệu bạn có muốn leo lên hay không? Bạn phải hiểu rằng là khi mà con gái đẹp ấy thì chắc chắn là sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi. Và đương nhiên trong số những chàng trai ấy thì sẽ có những chàng trai nghèo và cũng sẽ có những chàng trai giàu nữa. Họ có thể đưa đón, họ có thể chăm sóc cô gái ấy. Bởi vậy nếu như bạn muốn cô gái ấy không bước lên cái xe sang kia mà ngồi sau xe quay của bạn, thì bạn cần phải cho cô gái biết rằng là bạn và cô gái ấy đang cố gắng mỗi ngày để hai đứa có một tương lai tốt hơn. Thằng em của mình ấy thì nó có người yêu rất là xinh, mặc dù thì nó chỉ đi xe quay thôi, và thậm chí là người yêu của nó thì còn đi một cái xe xịn hơn cả nó cơ. Tuy nhiên nó học bách khoa và nó là một người học giỏi này, rất là chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ tìm tòi ở trong cái ngành học và trong cái lĩnh vực của nó. Vì thế mà nó đã gây ấn tượng với bạn gái kia và tán đổ được bạn gái kia. Vì vậy nên là cái điều quan trọng đó là bạn hãy cho cô gái ấy thấy được cái tiềm năng của bạn, để mà cô gái ấy có thể tin tưởng và có thể dựa dẫm vào bạn. Tin tưởng vào một người chưa giàu như bạn, chứ không phải là tin tưởng vào một người mà đã giàu sẵn có rồi. Bạn hãy cho cô gái ấy biết rằng là bạn thông minh, bạn có chí tiến thủ, bạn đang chăm chỉ mỗi ngày và bạn biết bạn cần phải làm gì để có thể thành công. Cho cô gái ấy biết rằng là trong tương lai thì mục tiêu của bạn là trở thành người như thế nào, bạn làm việc ở công ty nào, có mức lương bao nhiêu, và hai người sẽ cố gắng mua một căn nhà như thế nào. Việc mà bạn có thể cho cô gái ấy biết được những điều này ấy, thì mình tin rằng nó sẽ là một điều cực kỳ thu hút với con gái luôn. Và tin mình đi, dù bạn chưa giàu có nhưng mà bạn hoàn toàn cũng vẫn có thể thu hút được con gái, và thậm chí là thu hút được những cô gái xinh đẹp nữa cơ. Nói thật là bản thân mình ấy thì cũng từng có khá là nhiều người có điều kiện để theo đuổi. Tuy nhiên thì mình lại chỉ thích crush của mình thôi. Mình đã từng viết sách á, đừng yêu thầm nữa tỏ tình đi. Nếu như bạn nào đã từng đọc sách của mình thì có thể biết được điều này. Bởi vì cái ấn tượng đầu tiên của mình với crush của mình là một người học rất là giỏi, là một người thông minh, là một người kiểu hơi lạnh lùng, ít nói một chút. Và đó là gu của mình. Nói chung là mình cực kỳ thích những người mà lạnh lùng, thông minh và ít nói. Ngoài cho cô gái ấy thấy được tiềm năng của bạn, thì việc thứ hai mà bạn cần phải cho cô gái ấy thấy đó là tinh thần trách nhiệm của bạn. Bạn cần phải có những cái sự chín chắn và tinh thần trách nhiệm và là một người đáng tin cậy. Bạn cứ nói ra những cái điều to tát ấy, nhưng mà ngay cả những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày bạn cũng không có trách nhiệm, bạn cũng không đáng tin cậy, thì làm sao mà cô gái ấy có thể tin tưởng bạn được. Vì vậy bạn hãy đáng tin cậy và là một người có trách nhiệm từ những chuyện nhỏ nhất hàng ngày nhá. Ví dụ như bạn muốn trở thành một giám đốc công ty công nghệ, thế nhưng mà bạn lại chẳng chịu học hành và suốt ngày trượt môn thì ai mà tin bạn được. Rồi bạn đặt ra kế hoạch là sau 20 năm nữa sẽ thành người A, người B, người C, nhưng mà thời gian biểu cá nhân trong một ngày thôi bạn cũng không theo sát được, thì làm sao mà có thể thành công? Nếu như ấy, tất cả những cái kế hoạch bạn nói ra chỉ là viển vông, bạn chỉ nói suông thôi để cô gái tin ấy, thì không, bạn sẽ không có được cô gái ấy đâu. Mình từng đọc ở đâu đó nói rằng là con gái mà xinh đẹp ấy thì họ cũng khá là khôn ngoan. Bởi vì bạn biết sao không? Họ có khá là nhiều con trai theo đuổi ấy, nên là họ cũng biết nhiều kiểu con trai, vì vậy họ cũng không dễ lừa đâu. Nói chung là giữa một người đã giàu sẵn còn một người chưa giàu nhưng mà học lúc nào cũng đứng top đầu của lớp của trường, IQ thì 200, được học bổng này, được giải này giải kia này, thì cái người mà chưa giàu ấy khéo khi còn tiềm năng hơn cái người đã giàu sẵn rất là nhiều rồi. Và cái người mà chưa giàu kia thì cũng đã thu hút con gái hơn rất nhiều. Con gái mà tuổi trẻ của họ thì rất là ngắn, họ chỉ có một cái thời gian rất là ngắn thôi để tìm một người có thể gửi gắm tương lai của họ. Nên cái việc mà họ tìm kiếm một người có điều kiện kinh tế thì cũng là một điều dễ hiểu, bởi vì họ chỉ tìm sự an toàn cho chính bản thân họ và tương lai của con cái họ. Mình hiểu rằng là các bạn còn trẻ thì các bạn rất là khó để mà có thể giàu có và có nhiều tiền được. Bởi vậy thì các bạn hãy cho cô gái ấy thấy tiềm năng của bản thân bạn nhé. Để cô gái ấy có thể tin tưởng bạn, có thể dám đặt cược vào bản thân bạn và có thể muốn cùng bạn cố gắng để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp giữa hai người.
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.